tại Cần Phần Huế. Đây là trên cầu Đông Ba mà các em. Nhìn ngược lên cầu Gia Hội và chợ Đông Ba. Phía dưới này là có quán phở Đông, sáng nay không thấy bán, ngày bán buổi chiều. Quán phở đa số sao mà người ta bán buổi chiều nữa không biết. Buổi sáng không có. Phở Vân, phở Đông bán buổi chiều. Có khúc cua thần chữ S ở xứ Huế. À, có rất là nhiều món ăn, nhiều cái ẩm thực. Đây là đường Phan Đăng Lưu mọi người. Mưa bên thành Huế. Đây có quán cà phê ngay chỗ công viên và quán cháo. Đây là đường Phan Đăng Lưu. Huế sáng mưa. Đường Phú Hòa. Trường mầm non Phú Hòa. Huế bầu trời như giận dữ. Trút những cơn mưa nặng hạt về cố đô. Cơn mưa nào có giòn rồi. Cơn mưa nào mưa có thương tôi. Và còn các bạn chỉ thấy hình ảnh xích lô đi qua phố Huế này. Cầu Phú Xuân. Xích lô bữa nay có màu đẹp ghê. Tặng mưa khủng khiếp.